Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh kinh nghiệm hệ thống. Chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 431 Bắc Tống Phòng Lâu. Địa khu Hà Sáo cũng chia ra thành Tiền Sáo và Hậu Sáo. Hậu Sáo chính là góc Tây Bắc chữ kỷ của Hoàng Hà, còn thành Ngô Thứ Hải thì nằm ở địa khu Hậu Sáo. Nơi này là một cửa ải vô cùng quan trọng, bốn phía đều là đường sông, càng quan trọng là thành Ngô Thứ Hải có sơn mạch Âm Sơn làm lá chắn mà từ Bắc xuống Nam chắc chắn phải qua đường này. Đây cũng là lý do vì sao thơ biết phi tướng Long Thành còn có đó. Ngựa hồ đâu vượt nổi âm sơn. Có điều trước triều tống, nơi này vẫn luôn thuộc về vương triều Trung Nguyên là một lá chắn quan trọng mà địa vực Trung Nguyên đối kháng với dân tộc du mục phương Bắc. Nhưng triều tống không có mạnh tốt như vậy nha. Vì sao triều tống lại bị người ta gọi là nhược tống? Thực sự không phải là quốc lực triều tống không mạnh, chỉ là những vùng đất hiểm yếu quan trọng này không có cái nào trong tay mình cả. Ví dụ như địa khu Yến Vân, địa khu Hà Sáo, phải biết là tống huy tông trước kia để khu hà sáu còn không nằm trong tay mình không có những lời này ngươi bảo vệ vương triều trung nguyên dựa vào cái gì mà không bị người ta khi dễ chứ từng có không ít nhà bình luận chỉ ra chiến lược trước nam sao bá của tống thái tổ là cực kỳ sai lầm về đây cũng không có chút đạo lý nào ngay cả an toàn của bản thân mình mà ngươi còn không bảo vệ được thì ngươi có giàu có hơn nữa cũng chẳng phải là làm mai cho người khác sao mà tướng quốc có trí tuệ nhất nước kim hoàn nhan hy doãn coi như đã chịu nhiều đau khổ ở đây rồi Gã ta vốn dĩ đánh hạ thành hắc thủy, một đường hát vang tiến công mạnh mẽ, không gì sánh được, bạch chiến bạch thắng. Nhưng khi gã ta đánh đến phụ cận âm sơn lại gặp người đảng hạng điên cuồng phòng thủ ngăn chặn. Giống với hoàn nhan tông vọng, hoàn nhan hy doãn cũng không thể công phá phòng vệ âm sơn, trong đó có hai lần đột phá can qua. Nhưng trước đó lại là lưu vực hoàng hà, kết quả là bị người đảng hạng đánh quay về. Tuy rằng từ năm kia đến năm ngoái người đảng hạng bị người nữ chân đánh đến không gần đầu nổi, nhưng điều này không có nghĩa là quốc lực của người tây hạ không được. Thật ra Tây Hải hiện nay trải qua thời gian nghỉ ngơi, lấy sức nhiều năm. Quốc lực cũng vô cùng cường thịnh, thêm vào đại tống trợ giúp, nước kim muốn đánh một hơi Tây Hạ cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, lần này người đảng hạng đã có kinh nghiệm, kiên quyết không ra quyết chiến với quân kim, mà kệ hoàn nhân hy doãn dụ dỗ, dỗ thế nào, người đảng hạng cũng không ra khỏi cửa. Tiến công lâu không được, vốn dĩ hoàn nhân hy doãn đã cảm thấy vô cùng lo lắng rồi, Thế mà địa Khu Yến Vân lại truyền đến tin dữ, Đại Tống và Tây Hạ liên minh, đồng thời với việc trợ giúp Tây Hạ thì xuất binh các địa khu Vân Châu, như vậy ngược lại là nước kim tác chiến hai đầu. Buồn cười, Nam Triều dám bội ước. Sau khi Ngôn Thật Khả biết được chuyện này thì tức giận không khống chế được, tính tình nóng này của gã ta thực sự không nhịn được. Người Nam Triều thật quá giả hoạt, lại từ lúc đại quân chúng ta Tây Trinh mà xuất binh tập kích, rõ ràng là vạch mưu đã lâu, thật sự là quá vô sỉ mà. Hoàng Đan Hy Doãn lại không kích động như vậy, chỉ là cảm thán một tiếng. Là chúng ta phỏng đoán sai tình thế, chúng ta cho rằng Nam Triều không dám xuất binh, nhưng không ngờ bây giờ. Nói gì thì cũng đã muộn rồi. Một đại tướng hỏi, Phó Đô Thống, vậy bây giờ chúng ta có nên quay về cứu viện không? Hoàng Đan Hy Doãn không lên tiếng, sau đó hỏi người đưa thư kia, bây giờ tình hình Vân Châu thế nào? Người đưa thư kia lập tức báo lại tình hình chiến đấu của Vân Châu cho Hoàn Nhan Hy Doãn. Hoàn Nhan Hy Doãn nghe xong về mặt càng khiếp sợ, về mặt không khác gì về mặt cầu Hoàn nhân Tông Hàn sau khi nghe được tin liền nói <laughs> buồn cười bọn họ sao có thể đánh như thế ai da dạ. những người này thực sự là quá hồ đồ mà nói tới đây gã ta đột nhiên hét lên một tiếng không hay tông hàn cũng không ở vân châu cứ như vậy thì vân châu nguy rồi hoàng lan tông hàn xuất trình hạ sáo dĩ nhiên là sẽ báo cho hoàng lan hy doãn biết để hẹn nhau tả hữu giáp không do vậy gần đây hoàng lan hy doãn vẫn luôn đợi hoàng lan tông hàn Mấy ngày nay cũng không có nóng lòng tiến công, bởi vì dựa theo địa hình mà nói, Hoài Nam Tông Hàn tiến công từ mặt đông chỉ có trở ngại Hoàng Hà, không có bất cứ hiểm mại nào ngăn cản bọn họ. Như vậy ông ta có thể tiến công ở tiền tuyến, kiềm chế chủ lực Tây Hạ, sau đó Hoài Nam Tông Hàn thừa dịp đánh vào doanh địa đối phương. Đúng lúc này một thiếu tướng vội vàng đi vào. Phó Đô Thống, đại sự không hay rồi, viện quân năm triều đã đến thành ngột thứ hải. Viện quân bên ta còn chưa đến, mà của đối phương đã đến rồi, thật là tổn thương sĩ khí mà. Hoàng An Hy Doãn vội vàng hỏi, vậy có tin của đại quân tông hàn không thiếu tướng kia nói nghe nói đại quân đô thống đã đến thảo nguyên hơn nữa còn rằng có với viện quân nam triều một ngày nhưng kỳ lạ là hai quân hoàn toàn không chạm mặt mà đại quân đô thống đột nhiên đi về phía đông nam trước mắt đã mất nên lạc. hoàn nhân hy doãn nghe được thì ngược lại thờ phào khẽ ra ngân thuật khả nói à, đô thống hẳn là hội viện rồi hoàn nhân hy doãn gật đầu nói có tông hàn ở đó nguy cơ vân châu có thể giải quyết chúng ta cũng không cần trở về nữa ngân thuật khả nói vậy bây giờ chúng ta nên nhanh chóng tiến công nhân lúc còn sớm mà khai thông qua đường đi yến vân đến lúc đó có thể hai mặt giáp công yến vân hoàn an hy doãn nói việc này ta cũng biết nhưng vấn đề là kẻ địch có được viện trợ hùng hậu chúng ta càng khó công phá phòng vệ âm sơn một đại tướng liền nói nếu đã như vậy sao chúng ta không vòng đường về vân châu một là có thể giúp đối thống phản công hay là cũng có thể tiến quân từ mặt đông hoàn an hy doãn lắc đầu nói chuyến đi vân châu lần này phải đi về thảo nguyên phía bắc cự ly rất xa hơn nữa tông hàn có thể dễ dàng tiến vào Hà sáo đều vì chúng ta kiềm chế chủ lực tây hạ ở đây nếu chúng ta vòng đường vậy tây hạ đồng dạng cũng có thể đưa chủ lực trú phòng ở biên giới vân châu nếu là như vậy vậy thì tây hạ cũng có thể liên kết với quân đội nam triều hai mặt giáp tông vân châu ngược lại rất bất lợi cho chúng ta chúng ta phải kiềm chế chủ lực tây hạ ở đây tình hình trước mắt chỉ có thể mong tông vọng có thể tìm được điểm đột phá lúc này nên nhanh chóng báo tình huống cho tông vọng nhất định phải tốc chiến tốc thắng hà lan sơn Đại quân hoàn nhân tông vọng lúc này ác chiến đã lêu. Chỉ vì lý cẩn thận kia rắn mềm đều không chịu, sống chết không chịu ra quyết chiến, co đầu rụt cổ trên núi Hạ Lan, toàn lực phòng thủ làm cho hoàn nhân tông vọng cũng rất bất đắc dĩ. Gã ta đồng thời cũng đang đợi hoàn nhân tông hàn, nếu có thể công phá thành ngột thứ hải cũng tức là chặt đứt một tay của phở hương khánh, vậy thì bọn họ cũng dễ dàng hơn. Nhưng đợi thật lâu mà phía bắc còn chưa truyền đến tin tức. Cho đến hôm nay, hoàn nhân hy doãn đột nhiên phái người tới đưa thư báo cho gã ta biết tình hình ở địa khu yến vân, Hoài Nam Tông vọng xem xong ban đầu không chút phản ứng nào, chỉ là chân mày run rẩy mấy cái. Thật lâu sau thì đột nhiên giận tím mặt, vỗ mạnh lá thư xuống bàn. Ai, tiểu nhi làm chiều thực sự là đê tiện vô sỉ. Một lần lại một lần bội ước, quả thật là không tin được, ta tuyệt đối không ta cho bọn họ. Nói xong gã ta lập tức phân phó, người đâu? Nhanh chóng lệnh cho Hương Lưu Ngạn Tông tiến công châu Tây Ninh, đại quân ta sẽ đuổi theo sau. Đại tướng dưới trướng nghe gã ta nói, đại tống tự tiện sẽ bỏ hiệp ước bân tang, ai ai cũng phẫn nộ không thôi, nhưng cũng nhất chỉ yêu cầu đừng quan tâm tây hạ nữa dẫn binh nam hạ hung hăng giáo huấn nam triều duy chỉ có thật liệt tốc nói đồ thống vậy tây hạ làm sao đây hoàn đan tông vọng nói ta diệt nam triều trước rồi lại diệt tây hạ Thuật liệt tốc nói nhưng nếu quân ta đi tây hạ rất có thể sẽ phản công quy mô lúc này sẽ khiến cho chúng ta bị giáp công nam bắc hoàn đan tông vọng khinh thường cười nói bây giờ người đảng hạng đã bị chúng ta hù vỡ mật ta chỉ cần mấy ngàn binh lính ở đây thách bọn chúng cũng không dám ra không cần e ngại bây giờ chúng ta nên lập tức dẫn quân nam hạ tổn thương nặng nam triều để bọn chúng trả cái giá nghiêm trọng vì dám xé bỏ minh ước hôm sau hoàng nhân Tông vọng ra lệnh cho đại tướng hoạt lý cải dẫn năm ngàn dũng sĩ tiếp tục đóng giữ núi hạ lan còn bản thân gã ta lại dẫn theo bà và đại quân trùng trùng điệp điệp nam hạ tiến công trọng trấn trong tây ninh ở địa khu hà hoàng của đại tống núi hạ lan trong đại bản doanh của người đảng hạng tuy rằng dưới sự lãnh đạo của quốc chủ tây hạ cuối cùng không để hoàn nhân tông vọng công phá núi hạ lan nhưng ngắc chiến mấy ngày liên tục cũng khiến người đàn hạng mệt mỏi cả thể xác và tinh thần quan trọng vẫn là hoàn nhân tông vọng quá lợi hại nhiều lần dung kế mấy lượt suy chốt đã công hạ núi hạ lan nếu không phải lúc trước lý nguyên hạo củng cố phòng vệ nơi này xây dựng biện pháp phòng ngừa khắp nơi e rằng đã bị công phá rồi hoàng thượng hoàng thượng tin tức tốt quân kim rút cục cũng rút lui rồi một đại thần chạy một đường vào kích động đến nước miếng tung bay cuộc chủ tây hạ lý cẩn thuận ngay thấy thế thì không khỏi mừng rỡ thật sao đại thần kia nói cực kỳ chính xác tiền vương vừa mới chuyển đến tin tức nhí tay tử nước kim đã dẫn chủ lực nam hạ hình như là đi về phía châu tây ninh chỉ để lại mấy ngàn người ở đây lão tướng lý định biên lập tức góp lời xem ra bọn họ đã biết chuyện đại tống kết mình với chúng ta rồi bệ hạ bây giờ chúng ta nên phản công quy mô phối hợp với quân tống hai mặt đánh quân kim một vị đại học sĩ lắc đầu ngoay ngoài nói không thể không thể nhí thái tử nước kim cực kỳ giàu hoạt nếu đây chỉ là kế dụ địch của ông ta một khi chủ lực quân ta ra khỏi núi hạ lan vậy thì đại sự không hay rồi Lý Định Biên vội vàng nói, binh lực quân ta vốn không yếu hơn quân Kim. Ban đầu chỉ vì tránh đi cạnh sắc, vì thế mà thủ vững không ra. Bây giờ nhuệ khí quân Kim đã hết, chúng ta lại tác chiến trên sân nhà. Hơn nữa chúng ta còn có đại tống viện trợ, lúc này không phản công quy mô lớn thì đợi đến khi nào. Hơn nữa chúng ta kênh bình với đại tống, nếu để đại tống biết chúng ta thấy chết không cứu, e rằng sẽ tổn thương binh ước hai nước. Một võ tướng phù hòa nói, Lý Thương Quân nói ra đúng, về ở phía Tây, chúng ta bị mất rất nhiều đất không thể cứ núp mãi ở núi hạ lan phải tận dụng thời cơ nhanh một văn thần họ Chu nói, cả vị nói thật là đơn giản, nếu chúng ta bại, quốc gia khó giữ được. Trong lúc sinh tử tồn vong, phải nên vững vàng. Còn Châu Tây Ninh, đối với Đại Tống mà nói, chẳng qua chỉ là một châu huyện mà thôi. Cho dù thất thù cũng không đau đớn lắm. Cho dù chúng ta không xuất binh, tin rằng Đại Tống hẳn cũng thông cảm, hướng hộ phía Bắc chúng ta còn có một đội quân kim nữa. Bề hạ. Lý Định Biên còn muốn nói nữa, Lý Càn Thuận đã nhấc tay, ngắt lời ông ta, nói. Chu Ái Khanh nói có lý. Về này liên quan đến tồn vong của nước ta. Nên hành sự cẩn thận. Cứ đợi nữa xem sao đi. Nếu quân Kim thực sự dẫn quân Nam Hạ, đến lúc đó chúng ta lại xuất binh cũng không muộn. Lý Định Biên không phản bác được, âm thầm sốt ruột. Lúc này hậu phương Đại Tống chắc chắn là chống trải. Nếu để quân Kim đắc thế, Đại Tống cũng lâm vào khốn cảnh, vậy thì môi hở răng lạnh. Đến lúc đó quân Kim lại ngóc đầu dậy, Đại Tống chắc chắn sẽ không thể viện trợ chúng ta được nữa. Đến lúc đó tất cả đều muộn rồi. Vân Châu. Bộ phim ngôn tình cầu huyết sầu triền miên vẫn đang tiếp diễn. Thiết kỷ của Hoàn Nhân Sương, Cao Khánh Rợi và xa Trận của chiếc Khả Cầu thật sự có thể nói là có đến có đi, ai cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Trên bình nguyên rộng lớn này, còn chưa từng xuất hiện ra trận đối chiến khiến cho người ta chán nản như thế. Bởi vì trên bình nguyên không có vật cản, đều là xung phong đấu nhau, xông lên hai ba lần là có thể nhìn ra kết quả. Nhưng giờ chiếc khả cầu có một đội xe khổng lồ làm cho Hoàn nhân Sương sau mấy lượt thăm dò cũng không dám xông bừa vào trong nữa. Chỉ có thể nghĩ hết mọi cách ngăn cản đội xe tiến bước. Thực sự là không được thì lệnh cho đội xe tiến lên bao vây. Nhưng chỉ bao vây thì không được. Vậy được, ngươi thì phải tấn công. Ngươi không tiến công thì quân tống lại hành quân như cũ. Căn bản không hề sợ hãi. Nhưng nếu người tiến công thì không dám xung phong. Bắn tiễn lại không bắn qua được. Hơn nữa còn giúp quân tống tăng thêm tiễn. Tính thế nào cũng không có lời. Vì vậy Hoàn Nhân Dương không tiếc bảo những người Hán, người kết đàn kia tổ chức thành dũng chiến sĩ, bày ra chứng ngại phía trước, đánh trận địa chiến với quân Tống, kéo được tới đâu hay tới đó. Quân Tống cũng nghẹn khuất bởi vì trận hình của họ không thể phá vỡ, vốn không có nỗi lò phía sau, mà quân Kim lại luôn chạy nhanh, chạy quanh. Quân đội có hùng mạnh hơn nữa, nhưng nếu luân phiên điều động thì sẽ xuất hiện lỗ hồng. Trước cả cầu cũng phát hiện, những vấn đề là đội quân cơ động duy nhất của ông ta đã bị tổn hại phân nửa, khiến cho uy lực của xa trận giảm mạnh thế nên nhiều lần để cho quân kim tiến thoái tự nhiên. Người không tiêu diệt được ta, ta lại không đổi kịp ngươi, vì thế mà diễn ra màn cầu huyết như thế. Nhưng càng đánh thì càng bất lợi với quân tống, đây là điều không thể nghi ngờ. Vì vậy chết cả cầu không để ý thường thế ép buộc lệnh cho binh lính tiến lên, trong lúc hành quân thì trực tiếp dùng cung tiến áp chế trận địa của đối phương. Chiến xa không dừng, trừ vì đối phương phái đại quân chủ lực tiến công, bằng không thì chỉ được tiến lên, không được lui về. Nhưng ngát chướng mấy ngày liên tiếp, Khiến chết cả cầu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi Trong một lần đối chiến trực tiếp ngất xỉu trong xe chỉ huy Tin tức này lập tức truyền khắp trong quân Lần này đã phù một bóng ma trong lòng binh lính quân tống Trong đại trướng quân Kim Tương quân Xe ném đá đã chuyển đến Một tầng lĩnh nhanh chóng đi vào trong doanh mặt mày hớn hở nói Trên dưới quân Kim vừa nghe xe ném đá rất cột tới rồi Thì lập tức vui mừng Bọn họ đợi giây phút này Đợi thật là quá cực khổ rồi chỉ vì xe ném đá này quá lớn, hơn nữa đều ở trong thành, ngươi vận chuyển đến đây cũng cần chút thời gian. Hoàng Nhân Sương ha hả nói, <laughs> có thần khí này, xa trận của quân địch có thể một kích đánh tan. Lần này cũng không phải là mạnh miệng, bởi vì xa trận di chuyển chậm, quân tống lại không có đội quân cơ động, mà tâm bắn của xe ném đá lại đạt đến vào 400 bước. Trong trận quân tống chỉ có duy nhất sàng từ nọ có thể đánh được xe ném đá. Nhưng vấn đề là sàng từ nỏ uy lực có mạnh hơn nữa, cũng không phá hủy được xe ném đá, nhưng xe ném đá lại có thể đạt kích chí mạng đến chiến xa. Thật ra bọn họ đã tìm được cách phá xa trận, chính là phá hủy xe trước rồi mới tiêu diệt kẻ địch, nhưng cũng nói bình thường không thể phá hủy chiến xa, cho dù đã là la nha bổng nhưng cũng không thể gây ra chiêu chí mạng gì đối với chiến xa. Khi tạm đình chiến, công tượng của quân tống tiến lên sửa chữa, ngày thứ hai cũng tiếp tục đi như thế, hơn nữa người lấy người phá hủy chiến xa, người phải trả cái giá quá lớn. Nhưng xe ném đá lại ném đá to, trực tiếp phá hủy chiến xa. Hơn nữa, xa trận của ngươi di chuyển chậm, vậy chẳng phải là bia ngắm chết à? Đây cũng là nguyên nhân mà Hoàn Nhân Xương hưng phấn, tháng bại dường như đã công bố ngày thời khắc này rồi. Hoàn Nhan Sương dưng dưng đắc ý nói, đợi đến tảng sáng mai, ta phải một chiêu đánh tan quân địch. Phụ thân, uống thuốc thôi. Trên ngàn giã bưng một bát thuốc đen tuyển đến bên giường, nhìn phụ thân sắc mặt trắng bạch nằm trên giường, trong lòng như có dao cắt. Mấy ngày trước y mới mất huynh, mà bây giờ phụ thân lại nguy hiểm đến tính mạng. Y mới vừa 20 tuổi, có thể chống đỡ được đến hôm nay, đã là vô cùng không dễ dàng rồi. Chết cả cầu hơi hé mắt ra, đột nhiên ho một tiếng lớn, phun ra một ngụm máu, bên miệng toàn là máu tươi. Mũi thanh ngập thẳng vào mặt nhưng con không chê tra xấu. Chết ngạn giã không chút ghét bỏ gì, vội và vàng bước lên lấy khăn lau cho phụ thân, quan tâm hỏi. Phụ thân, cha cảm thấy thế nào? Chết cả cầu cũng không có trả lời, nằm thẳng trên giường từ từ khép hai mắt nói. Bây giờ là lúc nào? À, sắp sáng rồi. Trên ngạn giã vội vàng đáp lại. Chết cả cầu hơi chần chừ nói, con không cần quan tâm cha, nhanh chóng tổ chức binh lính chuẩn bị nghênh địch. Lúc tàng sáng là thời cơ tiến công tốt nhất, chúng ta trung thần nhất định không thể sơ xuất. Dạ, phụ thân, cha uống thuốc trước đi, còn đi nhanh. Chiếc ngàn giã đầy vẻ lo âu nhìn phụ thân, như người biết rõ tính cách của phụ thân, đây là số mệnh của triết gia, không ai có thể tránh khỏi. Y cô nén nước mắt, vừa chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên một chỉ huy sứ tiến vào nói, tương quân, đại sự không hay rồi. Chiếc ngàn giã sợ kinh động phụ thân nghỉ ngơi, vội nhỏ giọng nói, chúng ta ra ngoài nói còn chưa dứt lời chết cả cầu đều nói không hay cái gì chỉ huy sứ kia cũng phát hiện sắc mặt chết cả cầu có chút không đúng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cho tốt chết cả cầu hữu khí vô lực nói nếu làm lỡ quân cơ xử theo quân pháp chỉ huy sứ kia lúc này mới lên tiếng tương quân 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 địch mang đến rất nhiều xe ném đá hai mắt chết cả cầu đột nhiên trợn lên ra vẻ muốn đứng lên nhưng ông ta cả người vô lực động vài cái vẫn không ngồi xuống chết ngàn dã nhanh chóng bước lên đỡ phụ thân dậy Chết cả cầu liền không thể mang giày nói Dạ nhi nhanh chóng cõng cha ra ngoài Chết ngàn dạ nói Nhưng thân thể của cha Chết cả cầu bộ nói Chiến sửa quan trọng hơn Nhanh chóng cõng cha đi <laughs> Dạ 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 Phụ thân đừng nóng Hải nhi cõng cha ra ngoài Chết ngàn dạ nhanh chóng cõng chết cả cầu Chỉ huy sứ kia cũng tuần tay Lấy chiếc cáo tràng đắp lên người chết cả cầu Nhanh chóng bước lên cầu thang Đi đến xe chỉ huy bởi vì phòng ngủ của chiếc cả cầu ở trong xe, do vậy ngoại trừ thân tín bên cạnh ông ta ra, không qua ai nhìn thấy tất cả những việc này. Nếu để chúng binh lính nhìn thấy thông soái của mình ngay cả cầu thang cũng không bước lên được, thì lòng quân tất loạn. Leo lên chiến xa, chết ngàn dã cẩn thận đặt vụ thân ngồi xuống ghế. Một cơn gió sớm mát mẻ lướt qua, chết cả cầu lúc này mới hơi tỉnh táo một chút. Nhận lấy thiên lý nhãn nhìn ra phía tây bắc, chỉ thấy quân kim đông nghìn nghịt từ từ áp sát về phía bọn họ, trong đó còn có khoảng 50 xe ném đá khổng lồ. Xe ném đá này vốn là khí giới công thành hùng mạnh của triều tống, cự ly có thể đạt đến 400 bước. Nhưng lúc trước hoàn nhân tông vọng nam hạ lấy được chiến xa này và làm ra rất nhiều, bởi vì bọn họ muốn công thành đoạt đất, xe ném đá chắc chắn là không thể thiếu được. Cũng lầm nhiều chiến công hạn mã khi họ khai phá trung nguyên hoặc là tây trinh tây hạ. Trước đó không lâu khi hoàn nhân tông vọng vây phủ tây lương, trong mấy ngày đã chế tạo gấp hơn ngàn xe ném đá bố trí xung quanh phủ tây lương Nghe nói lúc đó trong mỏng 50 dặm quanh phủ Tây Lương đều không tìm được một tảng đá tốt nào, hoàn toàn phủ khắp tường thành phủ Tây Lương, nhờ đó mới công phá được trọng trấn của Tây Hạ. Thật ra Vân Châu vốn dĩ cũng có hơn ngàn xe ném đá, dù sao từ lúc trước nước lưu cũng để lại rất nhiều cho hỏa An Tông Hàn, nhưng khi tiến công phủ Thái Nguyên đã tiêu hoa một ít, nhưng về sau đã chế tạo gấp ra không ít, không có 800 thì cũng có 500, nhưng vận chuyển toàn bộ tới đây cũng cần rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng không cần nhiều như vậy, vì tiết kiệm thời gian, Hoàng Nhân Sương chỉ điều 50 xe ném đá ra tiền tuyến, nếu hữu dụng thì mới điều thêm. Chết khả cầu cười khinh miệt lầm bầm nói. <laughs> nếu đội xe của ta không chịu được một kích như thế, ta cần gì khổ sở lấy tính mạng ra liều. Bảo vệ đội xe này, cái địch thực sự là khinh thường chúng ta mà. Nói rồi ông ta lập tức nói với chỉ huy sứ bên cạnh. Nhanh lệnh cho thần cơ doanh xuất động. Ta vốn còn muốn đợi khi quân đến thành mới lấy thần khí này ra. Xem ra thì phải làm sớm rồi. Nói với chỉ huy sứ của thần cơ doanh, nếu kẻ địch bắn ra hơn 3 quả pháo thì ta xử gã theo quân pháp. Chỉ huy sứ kia tuân lệnh lập tức vung một lá cờ màu đen lên. Chỉ thoáng chất bóng đen thất thoáng trong xa trận, chỉ thấy từng chiếc chiếc xe đen kịt mang giáp sắt chạy về phía tây bắc. Lúc trước trong trận chiến bảo vệ khai phong, thần câu doanh một trận vang danh thiên hạ, nhiều lần tổn hại nghiêm trọng gót sắt quân kim kiêu ngạo không chịu nổi lúc đó. Nhưng do thần câu doanh vô cùng thần bí, ngay cả dân chúng biển lương cũng không dám xác định căn cứ quân sự của thần câu doanh rốt cuộc là ở đâu. Chỉ nghe đồn đoán thôi. Có điều chiến giáp thần cơ doanh đen tuyền một màu vẫn khiến người ta say xưa mà kể. Màu đen thần bí này đã trở thành màu sắc đại diện cho thần cơ doanh. Quân kỳ của thần cơ doanh khôi giáp của chuyên mã tất cả đều đen tuyền một màu. hoài An Sương lúc này vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này. Không có gì sung sướng hơn chuyện phá hủy đầu sỏ làm mình mơ thấy ác mộng mất mấy ngày. Bây giờ ngược lại gã ta cũng không sốt ruột. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh lát nữa quân tống gỗ vụn tung bay, người ngã ngựa đổ, đây thực sự là thời khắc khiến người ta kích động nha. Khởi bẩm thứ quân, xe đem đá đã chuẩn bị xong rồi. Hoàn Nhân Sương ha hả nói, <laughs> hôm nay chính là ngày rỗ của đội xe này. Tướng sĩ bên cạnh đều xoa tay, là đứa quân tống mà loạn thì bọn họ thừa cơ sông lên, vì thế mà vô cùng hưng phấn. Nhưng Hoàn Nhân Sương vừa dứt lời không lâu thì đột nhiên từ trong quân tống truyền ra tiếng nổ vang như xét đánh. Từ xa nhìn lại, ánh lửa lao ra, vô số điểm đen bay về phía này. Cái gì thế? Tướng sĩ quân kim đều sững sờ, tướng quân ngài mau nhìn mau một tiểu tướng đáng yêu chỉ vào không trung hết lớn chỉ thấy điểm đen vừa rồi chỉ là hạt vừng chợt trở nên vô cùng to lớn tướng quân cẩn thận trong nhất thời quân kim trong trận đại loạn nhao nhao trốn tránh oanh 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 một tràng tiếng nổ như xét đánh xương khói túa ra gần như chỉ nửa khắc, 50 chiếc xe ném đá đã bị xương khói bao phủ hoàn toàn. ngay cả bánh xe cũng không nhìn thấy. chỉ thấy bên trong truyền ra tiếng kêu thảm đau đớn. a. À, chỉ thấy một tên lính đột nhiên kêu thảm một tiếng. một đoạn gỗ vụn đâm xuyên ngược gã từ phía sau, lập tức ngã xuống vũng máu. tướng <laughs> quân, Ngày sao rồi? ta, à, ta không sao. vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? thiệt cho hoàn nhân xương vốn đứng phía xa, hơn nữa cũng tránh được đầu tiên, mới nhặt lại được cái mạng nếu gã ta kiêu ngạo một chút, khinh xuất một chút, đứng ngay cạnh sen ném đá thì không chết cũng tàn phế nhà. Nhưng bây giờ cũng không tốt hơn bao nhiêu, trực tiếp mặt đầy bùn đất, tóc tai bù xù, ngay cả mũ cũng không biết ở đâu. Càng buồn cười là người này còn đang mơ hồ, vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Qua một hồi lâu xương khói vẫn chưa tàn đi, lại nghe thấy từ xa chuyển đến tiếng oanh oanh vang. Lúc này cuối cùng quân kim hiểu ra rồi. Vừa nghe thấy tiếng này thì nhanh chóng tránh xa xe ném đá ra, hoàn Nhân sương cũng bị một đám đại tướng khiêng đi trốn thật sự là đòi mạng mà oanh 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 lại một trận nổ tung kịch liệt gần như là che khuất bầu trời nếu bọn họ ở phía đông thì phòng trừng không nhìn thấy mặt trời mọc rồi sau hai đợt oanh tạc qua thời gian gần nửa nén nhang vẫn không ai dám lại gần máy ném đá nằm dạp trên đất trong mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi đợi cho sương khói tan đi hoàn Nhân sương đưa mắt nhìn lên xe ném đá vừa rồi đã không thấy đâu chỉ thấy gỗ vụn đầy đất à còn có một bánh xe thật lớn trước mắt cũng còn không hít đá lớn vẫn bình an vô sự nhưng vấn đề là xe ném đá đã không có thì còn cần đá làm cái giám gì lẽ nào bảo người vác đá lên ném sao một khắc trước sắc mặt hoàn nhan xương vẫn phòng xuân đắc ý nhưng lúc này trong mắt gã ta lại tràn ngập nước mắt thì đáng tiếc không phải là nước mắt vui mừng mà là nước mắt mờ mịt khi tổng trạch xây dựng sao doanh khổng lồ này đã suy tính chu đáo toàn diện nếu như thế thì xa trận này quá dễ dàng công phá, chắc chắn phải phòng ngừa đối phương dùng vũ khí tầm xa hàng nặng phá hủy chiến xa. Kỵ binh là một biện pháp, nhưng vấn đề là kỵ binh còn lại không bao nhiêu. Chút kỵ binh còn lại đã trở thành bảo bối, làm sao mà dám dễ dàng phái ra? Còn nữa, trên tân xe đều dùng tấm sắt, vòng đồng, gia cố thêm. Có điều trong đó ngoại trừ những chiếc hỏa dược, xe chở hỏa khí toàn bộ đều dùng sắt tấm phủ lên thân xe. Những chiến xa còn lại chỉ là gia cố chiến xa bằng một ít kim loại, làm vậy chủ yếu là đề phòng lửa phòng ẩm ẩm ướt chính là kẻ thù lớn nhất của hỏa khí cho nên đều dùng sắt tây lửa chỉ là thứ yếu chỉ cần bản thân không chơi lửa là được dù sao thì kẻ địch cũng sẽ không bị choáng đầu mà lấy lửa đối phó chiến xa tuy rằng chiến xa là bằng gỗ nhưng mà cũng không giống như là lều trại dơm dạ sang châm lửa liên cháy quân kim cũng không có hỏa khí cũng chỉ có hai chiêu một là bắn tên lửa nhưng nếu là tên lửa thì người bắn qua thông thường đều ghim trên thân người hơn phân nửa để bị thuẫn binh ngăn lại cho dù là bắn chúng thân xe cũng không phải hoành một tiếng liền cháy tuy tiện giật tắt thì sẽ tắt thôi hơn nữa thao tác bắn tên lửa dâm ra dạ, ngươi phải quay lại châm lửa tới tới lùi lùi như thế thế nào cũng bị quân tống bắn cho mẹ cũng không nhìn ra thứ hai chính là dùng hòa xa rất đầy dâm dạ đi tiến công nếu là như thế người phải trả cái giá lớn thế nào mới có thể áp sát xa trận của quân tống hơn nữa xe cũng không phải là đầy từng trước một cho dù ngươi tốn 100 người đi đốt chiến xa rõ ràng ngươi cũng bị thiệt thòi phải biết là quân tống có đến mấy ngàn chiến xa, ngươi phải lấp bao nhiêu người vào đó đây. Trừ phi quân kim biết được vị trí hỏa dược của quân tống, sau đó vọt vào trong trận, tìm được chiến xa có hỏa dược, xuống ngựa cậy sắt tay ra, châm lửa đốt hỏa xa. Nhưng bước đầu tính ra, chỉ ít cũng phải trả cái giá mấy ngàn người, hơn nữa còn không chắc đã thành công. Dù sao thì quân tống cũng không phải là kẻ ngốc, xe hỏa dược đều được bố trí trên mỗi xa doanh, cho dù ngươi đốt được một xe thì thế nào chứ? Từ xưa đến nay cũng là lần đầu có người dùng lửa thiêu chiến xa, Đương nhiên chủ yếu nhất là hỏa khí, nếu không có hỏa khí thì tông trạch cũng không dám tạo ra một đội xe khổng lồ như vậy. Những thứ này đều được xây dựng dựa trên năng lực đả kích tầm xa hùng mạnh đó. Tại sao nói đội xe này hoàn toàn dùng tiền làm ra? Chủ yếu là do pháo chấn hưng trong đó. Pháo chấn hưng đã được sản xuất ra từ sớm, nhưng trong cách dùng vũ khí trong quân khí giám, ngu dẫn văn trinh trọng nhắc đến một điểm, pháo chấn hưng chỉ có thể dùng trong công kiên chiến, không dùng dã chiến. Dù sao thì tần suất bắn ra pháo chấn hưng quá chậm, hơn nữa vô cùng cồng kềnh, trừ phi ngươi có thể một đợt tiêu diệt tất cả kẻ thù bằng không thì một khi kỵ binh tiếp cận ngươi ngươi chỉ có thể chắp tay dâng pháo chấn hưng cho người ta thôi quan trọng ở chỗ pháo chấn hưng căn bản không thể một đợt tiêu diệt kỵ binh đang di chuyển cho nên ngu dẫn văn cứ nhắc đi nhắc lại đừng hy vọng pháo chấn hưng có thể đả kích được lực lượng cơ động của kẻ thù cho nên bình thường pháo chấn hưng đều được bố trí ở trong thành trấn quan trọng ngoài ra phàm là thành trấn có pháo chấn hưng thủ tướng nơi đó nhất định phải ký một hiệp ước bí mật chính là một khi thành không chịu nổi nữa thì nhất định phải phá hủy pháo chấn hưng trước tiên tuyệt đối không thể để rơi vào tay địch bằng không thì sử bằng cực hình bởi vì pháo chiến hưng là cơ mật cao nhất của đại tống tuyệt đối không thể lộ ra ngoài có điều tông trạch suy nghĩ độc đáo bố trí pháo Trấn hưng ở trong sa doanh pháo Trấn hưng và sa doanh thực sự là dung hợp hoàn mỹ bởi vì sa doanh cũng không nhanh hơn nữa cũng là trọng kiếm bộ phòng cực kỳ công kềnh tương đương với một tòa thành thấp đương nhiên Pháo Trấn Hưng này đều dùng để công thành, cho nên chiếc khả cầu vẫn luôn không dùng, mà trong đội xe khổng lồ này tổng cộng có chứa 100 họng pháo Trấn hưng, 50 họng đại pháo, 50 họng tiểu pháo. Tầm bắn xa nhất của đại pháo đạt đến 2.000 bước, tầm sát thương 500 bước, tầm bắn xa nhất của tiểu pháo là 600 bước, tầm sát thương là khoảng 300 bước. Mà xe ném đá tầm bắn xa nhất của quân Kim chỉ khoảng có 400 bước. Thật ra chết cả cầu hy vọng sau khi quân đến dưới thành thì mới xuất ra pháo Trấn hưng, để người nữ chân kinh ngạc nhưng đối phương lại đưa xe ném đá ra trước ông ta cũng chỉ có thể lấy vũ khí bí mật ra trước thời hạn vừa rồi chết cả cầu chỉ xuất ra 50 khẩu đại pháo oanh tạc hai đợt gần như chỉ trong thời gian một nén nhang phá hủy gần như tất cả xe ném đá của quân kim dù sao thì đạn pháo của pháo trấn hưng vô cùng nặng hơn nữa còn chứa hỏa dược nếu bắn trúng thì oanh tạc thực sự là thích thú gấp bội nha lệnh cho kỵ binh trở lệnh dạ hai đợt oanh tạc qua đi quân kim trong trận bối rối không thôi mà ngay cả thống soái hoàn nhân xương cũng bị oanh tạc đến hôn mê cái này hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết về vũ khí cùng thời của gã ta. Suýt chút ngay cả mạng cũng mất, thực sự là nơi càng an toàn thì càng nguy hiểm. Thế nhưng đối với quân tống mà nói, lúc này đây chính là thời cơ tiến công tốt nhất, bởi vì tướng sĩ quân kim đều không có chuẩn bị, làm cho bây giờ trong trận loạn thành một đoàn, chỉ huy sứ bên cạnh chết cả cầu đã dơ hai lá cờ lên. Hai ngàn kỵ binh vốn cũng có đã chuẩn bị xong, chỉ đợi chết cả cầu hạ lệnh một tiếng thì lập tức lao ra, tiêu diệt kẻ thù. Đợi đã, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mệnh lệnh cũng đã đến bên miệng chiếc cả cầu đột nhiên nhìn thấy cánh trái quân địch khẽ động mấy cái lập tức gọi chỉ huy xướng lại sau đó cầm lấy thiên lý nhãn nhìn chỉ thấy ngoài trăm bước cánh trái san đem đá thấp thoáng đầu người thì không khỏi trao mày một lát sau ông ta thở dài một hơi quay lại nói bà bọn dã nhi quay về đi trong lòng lại vô cùng tiếc nuối trong thời khắc quan trọng nhất chiếc cả cầu đột nhiên phát hiện còn có một đội kỵ binh nghiệm hộ cánh bên của quân kim cuối cùng vẫn được chọn an ổn bởi vì kỵ binh trong tay ông ta quá ít không chịu được bất cứ sự rằng co nào nhưng cao khánh duệ ở cánh tà đối diện thấy quân tống không xuất động trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm thật ra gã tà ở đây vốn là để phối hợp xe ném đá tiến công nào biết xe ném đá còn chưa bắn phát nào thì toàn bộ đã bỏ mình rồi gã cũng không biết làm sao mới được bởi vì lúc này trong trận quân kim đã đại loạn nếu quân tống xuất động toàn bộ chủ lực kỵ binh cùng sông lên thì thắng bại thực sự là không thể biết được bây giờ đối với quân kim mà nói có thể nói là kết quả tốt nhất rồi song phương đều có chỗ khó nhà mà dù không tiến công quy mô nhưng chết cả cầu vẫn lập tức dặn đại quân tiến lên bởi vì sự xuất hiện của pháo trấn hưng tuy rằng tổn thất không lớn nhưng binh lính quân kim đã sinh lòng sợ hãi hoàng nhân sương biết lúc này không tiện đánh nữa do vậy không xuất binh ngăn cản mà là lui về đến 20 dặm tiếp tục củng cố trận tuyến bởi vì còn thêm khoảng hai ba dặm nữa thì quân tống đã đưa quân đến thành rồi buổi tối trong đại trướng quân kim không ngờ trong trận quân địch lại có thần khí như thế Hoa Nhân Sương dường như còn chưa phục hồi lại tinh thần sau hai đợt oanh tạc lúc sáng, vội vàng uống một chén rượu lớn để áp kinh. Thật sợ mà. Tướng sĩ dưới trướng gã ta cũng cảm thấy lo sợ. Hoa pháo này không khỏi hơi mạch. Một người lên tiếng. May mà chúng ta không xung phong. Nếu quân địch chọn ngay khi chúng ta xung phong và bắn, thì chúng ta thậm chí có thể toàn quân bị diệt rồi. Có lý nha. Hoàng Nhân Sương vừa nghe thì trong lòng thẳng sợ hãi, hỏi Cao Khánh Duệ bên cạnh. Quân sư, người có từng nhìn thấy thần khí cỡ này chưa? Cao Khánh Duệ lắc đầu nói. Ta nghĩ đây chắc là vũ khí gần đây năm chiều mới chế tạo ra. Hoa Nhân Sương lại hỏi, vậy quân sư có biện pháp đối kháng không? Cao Khánh Duệ vẫn lắc đầu, sau đó lại nói, có điều mọi người đừng sợ hãi. Vừa rồi ta đã quan sát tỉ mỉ, uy lực của loại pháo này tuy cực lớn nhưng thời gian bắn cách nhau khá lâu. Hơn nữa ta nghĩ quân địch cũng không chắc có nhiều loại pháo này lắm, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không che giấu đến hiện tại. Ta tạ nghĩ bọn họ vẫn giữ đến thời khắc cuối cùng, nếu gặp vào dã ngoại đối diện với sự xung phong của kỵ binh chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể bắn ra một lần, trừ phi bọn họ có hơn ngàn chiếc, bằng không kệ binh của chúng ta chỉ cần tản ra thì căn bản là không đáng lo nghĩ. Hoàn Nhất Dương gật đầu nói, quân sư nói có lý, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Quân địch cách thành Vân Châu chỉ có 30 dặm thôi. Một đám tướng sĩ đều cúi đầu, bây giờ sẽ ném đá cũng vô hiệu, bọn họ thực sự không biết làm sao ngăn cản đội chiến xa này. Cao Khánh Duệ trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nói, Đại tướng quân, chẳng phải nghe nói chết cả cầu đã trúng tên độc của ngài không sống được bao lâu sao? Hoàng Nhan Sương đã sắp quên mất, bây giờ nghe Cao Khánh Duệ nói thì mới nhớ ra. Đúng, đúng rồi, khi đó chết cả cầu trong mũi tên của ta, sao có thể trông đỡ được lâu đến thế? Lẽ nào bọn họ có cách giải độc của chúng ta? Cao Khánh Duệ nói, một khi đã như vậy, sao chúng ta không thử một lần? Hoàng Nhan Sương nói, làm sao thử? phải người đưa giải dược. Cao Khánh Duệ nói, đội xe này rằng có với chúng ta nhiều ngày ở đây, tin rằng lương thực cũng sắp cạn rồi. Nếu chủ tướng đối phương ngã xuống nữa thì đối diện với hai đợt đà kích thì đội quân này chắc chắn là không đánh mà bại cho nên chúng ta nhất định phải ngăn đội xe này lại tuyệt đối không thể để bọn chúng vây khốn chúng ta trong thành chỉ cần ở dã ngoại thì chúng ta có thể chặt đứt đường lương thực chúng ta không thể tiêu diệt được đội xe này không phải là lỗi của chúng ta nhưng nếu để chúng được bổ sung lương thực thì là do chúng ta thất sách hoa nát xương gật đầu nói quân sư nói không sai chỉ cần kiên trì thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta trong đại tướng quân tấn <laughs> bây giờ còn cách thành vân châu bao xa Trên khả cầu nửa nằm trên giường giọng càng lúc càng khàn hơn nữa hữu khí vô lực chiết ngạn dạ nói chỉ còn hơn 30 mươi dặm chiết khả cầu lại nói vậy chúng ta còn lại bao nhiêu lương thực chiết ngạn dạ nói chỉ còn lại lương thực bốn năm ngày nếu tiết kiệm thì hẳn có thể chống đỡ được khoảng bảy tám ngày có điều con đã phái người đến hồn nguyên điều lương thực rồi bây giờ lương thực đều ở trên thuyền nếu nhanh thì không đến mấy ngày là có thể đến rồi may mà lúc trước chết khả cầu bảo binh lính ăn tiết kiệm trước tiên ăn chiến mã đã chết Ngoài ra còn có chim bay qua cũng đừng bỏ qua, nhanh chóng bắn xuống. Bằng không thì còn ít hơn hiện tại nữa. Chết cả câu thờ dài nói. Ði... Vậy chúng ta phải nhanh chóng tiến quân, tranh thủ sớm ngày đến dưới thành Vân Châu. Bằng không, quân kim rất có thể sẽ chặt đứt đường nương thực của chúng ta. Lần này thực sự không thể trách ông ta được. Muốn trách thì phải trách Tông Trạch. Đây tuyệt đối là sơ suất lớn trong chiến lược của Tông Trạch, bởi vì khi đó tông trạch cho rằng trong thành vân châu trống rỗng căn bản không thể ngăn cản đội xe đưa quân đến thành nhưng ông ta ngàn vạn lần không ngờ là hoàn nhan tông hàn lại để hai vạn tinh nhuệ ở biên cảnh vân châu và tây hạ bởi vì giả đất này là vùng yếu địa chiến lược lại là hậu phương vân châu cũng là một giải trường thành căn bản là phòng vệ nghiêm mật có trọng binh canh gác do thám của trùng sư trung rất khó tiến lên thăm dò làm cho bọn họ chuẩn bị không đủ lâm vào khốn cảnh đội xe cũng trở nên nửa bước khó đi thật ra địa điểm mà chết cả cầu xuất binh và vân châu cũng không xa lắm nếu kể binh nhanh thì cũng năm sáu ngày lộ trình hơn nữa hơn phần nửa đều là giải đất bình nguyên đợi cho chiến giải hành quân chỉ là người không áp chế được chủ lực quân địch vậy thì tiếp viện sẽ trở nên vô cùng khó khăn do vậy chết cả cầu hy vọng có thể sớm ngày áp chế quân kim trong thành vậy thì tiếp viện của bọn họ sẽ trở nên càng an toàn đây cũng là sách lực vốn có nhưng đáng tiếc lần này quân kim có hơn một bạn tinh nhuệ tuy không thể tiêu diệt đội xe này nhưng muốn ngăn cản đội xe này quân kim vẫn có đủ bốn liếng trên ngạn dạ nói nhưng phụ thân thân thể của cha Triết cả cầu nhẹ nhàng lắc đầu bây giờ mặc kệ những thứ này cha thân là chủ tướng trước vi hoàng thượng phái người khác đến bằng không cha chỉ có thể tiếp tục kiên trì đúng lúc này một hộ vệ đi vào ôm quyền nói khởi bẩm tư quân quân Kim phái người đến Triết ngạn giá lập tức cả ra nói nếu bọn chúng đến cầu hòa thì bảo bọn chúng cút đi Chiết giả chúng ta và bọn chúng không đội trời chung hộ vệ kia nói thiếu tướng quân Đứa phương nói là đưa giải dược cho tướng quân. Chiết ngạn giã sừng sốt, sau đó hử nói. Đám cho đại kia có lòng tốt thế à? Ta thấy nhất định là thuốc độc. Chiết gà cầu nói. Bọn họ đưa thuốc là giả, thật ra là thăm dò thương thế của ta. Chiết ngạn giã vừa nghe lập tức cũng phản ứng lại nói. Phụ thân, vậy chúng ta không gặp chúng cũng được. Chiết gà cầu lắc đầu nói. Nếu cha không gặp chúng, chẳng phải nói là tình hình của cha không ổn sao? Chiết ngạn giã nói. Nhưng cha, cho dù thế nào, Chả nhất định phải gặp người đó. Chết cả cầu ra vẻ muốn đứng lên. Chết ngàn giã vội vàng bước lên dìu ông ta. Chết cả cầu ngồi dậy, mặc y phục vào, bảo chết ngàn giã múc nước đến, rửa mặt, trình trang lại đầu tóc và y phục, mới nói với hồ về kia. Dẫn người nọ lên xe. Tôn bệnh. Chết cả cầu lại nói. Dạ nhi, cõng trà lên. Phụ thân, nhanh lên. Dạ. Chết ngạn giã vội vàng cõng chết cả cầu lên xe. Đã chết cả cầu xuống ghế, lại hơi lo lắng nhìn chết cả cầu thầm nghĩ, Sao mặt cha như thế đối phương vừa nhìn thấy thì sao che giấu được ánh mắt của y không che giấu được hai mắt của chết gà cầu có phải sắc mặt cha khó coi lắm không chết ngàn giã búng không nói chết gà cầu đột nhiên vỗ ngực thật mạnh lập tức ho khan kịch liệt ông ta lập tức lấy khăn che miệng lại chết ngàn giã sợ hãi bước lên nói phụ thân chết gà cầu giơ tay lên lại khụ một lát mới ngừng lại đặt khăn tay xuống chỉ thấy trên nó đầy vết máu đỏ đậm nắm chặt tay lại đã nói với triết ngạn giã bây giờ thì sao Triết ngạn giã vừa nhìn chỉ thấy phụ thân vừa rồi sắc mặt còn trắng bệch bây giờ thì mặt đỏ bừng lập tức phản ứng lại chết cả cầu vừa rồi cố ý đánh vào ngực mình chỉ mong ho ra để sắc mặt của mình đỡ một chút liền gật đầu nói đỡ hơn rồi nhưng trong mắt lộ ra vẻ lo lắng vậy là tốt rồi tướng quân người tới rồi dân hắn lên đây đi dạ chỉ chốc lát sau sứ thần nước kim điển lên ánh mắt lập tức nhìn sắc mặt của chết cả cầu. Thấy chết cả cầu sắc mặt hồng nhuận thì hơi kinh ngạc. Chết ngạn dã dạ thấy thế thầm nghĩ. <laughs> Quả nhiên gã ta đến thăm dò thương thế của phụ thân. Chết cả cầu trầm giọng nói. Người nữ chân các người không hiểu lễ nghĩa sao? Sứ thần kia kinh ngạc tỉnh ngộ ra, đang định thi lễ. Chết cả cầu vung tay lên nói. Không cần. Người tới đây làm gì? Sứ thần kia bị chết cả cầu nói thế rõ ràng là có chút không chuẩn bị, sừng sốt một lát mới nói. À, hoàn an đại tướng quân chúng ta trước này vẫn luôn vô cùng kính phục triết gia đặc biệt là tướng quân ngài Có hy vọng có thể đánh một trận công bằng với tướng quân bởi vì mấy ngày trước hoàn an đại tướng quân chúng ta không may bắn trúng tướng quân trong loạn quân hơn nữa đầu tiên kia còn có tầm độc môn của hoàn an đại tướng quân chúng ta hoàn an đại tướng quân chúng ta vẫn luôn cảm thấy hối hận về chuyện này do vậy phái ta đến đưa thuốc giải mong tướng quân có thể sớm ngày bình phục nếu tướng quân có gì bất chắc cho dù chúng ta thắng hoàn an đại tướng quân chúng ta cũng sẽ cảm thấy thắng mà không vinh quang Chết ngàn giã nổi giận lớn tiếng nói, tỏ gàn, thân thể cha tao khỏe mạnh, tuyệt đối không chết sớm giống cái thứ hoàn nhăn các người. Sứ thần kia ha ha nói, ha ha, chúng ta đến được thuốc, rất có tâm ý. Thiếu tướng quân cơ sao nổi giận. Chết ngàn giã còn muốn nói tiếp, chết cả câu đưa tay ngăn y, lại nói với sứ thần. Ý tốt của hoàn nhăn tướng quân các người, chết mỗ xin nhận. Có lẽ hoàn nhăn tướng quân của các người vừa từ trong núi ra, không rõ ràng lắm về văn minh trung nguyên ta. Y thuật trung nguyên ta đại bác tinh thâm chỉ chút độc nhỏ không đáng nhắc đến. Bảo hoàn nhân tướng quân của các ngươi được để trong lòng. Người đâu? Đem đồ cho gã ta. Dạ. Một đồ vệ bên cạnh ông ta lập tức đưa một bình xứ lên. Xứ thần kia sừng sốt tò mò. Đây là cái gì? Chết cả cầu ha hà nói. Ha ha ha. Đây là giải dược cho độc tiến của chúng ta. Tin rằng các ngươi cũng biết rõ. Phạm được người chúng độc tiến của chúng ta trong vòng 3 canh giờ nhất định là mất mạng. Tin rằng các ngươi tới nay vẫn chưa nghiên cứu ra giải dược ta cũng muốn so tài đường đường chính chính với hoàn nhan tướng quân của các ngươi một lần. Nếu tướng quân các ngươi không mãi trúng tên, đến lúc đó là đến xin thuốc, có thể sẽ không kịp. Do vậy, ngươi cầm về trước cho tướng quân của các ngươi, để ngừa hậu hoạn. Xì nhục trắng trợn nha. Sư thần kia biến sắc, hừ nói. Hoàn nhan là tướng quân, chúng ta thần kinh bách chiến, quý quân sao có thể tồn hại được chứ? Chết khả cầu cười nói. Hơ, hơ, hơ. không sợ nhất vậy chỉ sợ vạn nhất thôi. Còn nữa, hy vọng lần sau các ngươi phái người đến là đến đầu hàng chứ không phải làm lỡ kế hoạch ta tiêu diệt các ngươi như thế nào ta không nhản dỗ như các ngươi còn có thể đi dạo khắp nơi sứ thần kia bị chết cả cầu đùa cợt một phen thì không nhìn được nói nếu tư quần đã không thiếu giải dược thì ta cáo từ trước chết cả cầu cười lạnh đồng nói đưa gã ta ra ngoài à coi chặt một chút tránh gã ta đến dò cơ mật của quân ta tuân mệnh sắc mặt sứ thần kia xanh mét vung vống tay áo lên nổi giận đùng đùng rời đi Chết cả cầu vẫn nhìn theo sứ thần rời đi. Một lát sau ông ta đột nhiên nói. Dạ nhi, xem ông ta đi xa chưa? Chết ngàn giã quay đầu nói. Đã đi ra khỏi trung quân rồi. Chết cả cầu đột nhiên kêu lên. Một tay ôm vai trái, trực tiếp ngất đi. Phụ thân! Quan quân y Tình hình cha ta thế nào? Chết ngàn giã thấy quân đi đi ra thì vội vàng tiếp đón. Quan quân y lắc đầu nói. Chết thượng quân, vốn dĩ là thân chúng tên độc phải yên tâm tinh dưỡng mới ổn định nhất thời. Nhưng trước tướng quân không chịu nghe lời ta khuyên, cứ theo ý mình, làm cho thương thế của ngài ấy ngày càng nghiêm trọng, e rằng... e rằng cái gì? Quan quân ý lắc đầu thở dài nói, Nếu bây giờ đưa chiếc tướng quân đến một nơi yên nắng để tình dưỡng, có thể chống đỡ thêm một thời gian. Nếu còn ở đây, qua vài ngày nữa, e rằng khói kiểu lang đến cũng hết cách xoay chuyển. Trên ngàn giã nghe thấy thì trấn kinh, thầm nghĩ đừng nói là phụ thân không chịu quay về cho dù là chịu quân kim cũng chưa chắc đồng ý hơn nữa phụ thân là thống soái nếu lâm chậm bỏ đi lòng quân tan rã nhưng ta biết rõ phụ thân ở lại đây sẽ nguy hiểm cho tính mạng lại thờ ơ không lo vậy ta chẳng phải là đứa con bất hiếu sao từ xưa đến nay trung hiếu lưỡng nan toàn nha chiến ngàn giã cũng không biết làm sao mới phải thế là triệu tập một số đại tướng đến thương lượng đối sách nhưng thương lượng tới thương lượng lui cũng không có cách nào trừ phi đại quân lui về bờ sông tang gàn nhưng đại quân vừa lui thì sĩ khí chắc chắn là tụ dốc thê thảm bây giờ hai bên đã liều đến bước này nếu ai lui thì người đó thua tình hình chiến đấu khẩn cấp chết ngàn dã chỉ có thể lâm trận tiếp nhận ấn soái tạm thay chức thống soái bởi vì chết khả cậu đã hôn mê không thể dẫn quân tác chiến nữa bây giờ trên ngàn dã chỉ có thể cố gắng hết sức hy vọng viện quân tới sớm thật dạy đã phái người đến phổ Yên sơn báo lại tình hình ở đây cho triệu giai biết thỉnh cầu triệu giai có thể phái binh đến cứu viện Biện pháp duy nhất bây giờ chính là sớm ngày công phá Vân Châu. Cho nên chiếc ngàn giã dự định vừa sáng thì nhanh chóng tiến quân, nhưng không ngờ khi hơi sáng thì chủ lực quân Kim đã vây công lần nữa. Tuy rằng hôm qua tìm hiểu không có bất cứ thu hoạch gì, nhưng quân Kim cũng không thể lui được nữa. Bây giờ bọn họ chỉ có thể dốc toàn lực ngăn cản quân Tống tiến lên, nhờ đó mà từ từ vây chết đội quân Tống này. Huyện Hồn Nguyên Triều Giai, Lý Kỳ, Tông Trạch dẫn hai vạn cấm quân Trung Quân từ từ đi đến giữa đường bọn họ đã nhận được thư báo nguy của trên ngạn giã thế là nhanh chóng lên đường đi suốt ngày đêm rất nhanh đã chạy đến huyện hồn nguyên tông trạch năm nay cũng coi như là điều cái mạng già bởi vì ông ta biết lần này không thể trách chết cả cầu chỉ có thể trách ông ta không ăn bài thỏa đáng trước đó khi ông ta biết tin thì đã thỉnh tội với triều giai tuy triều giai không trách tội ông ta nhưng biến cố này cũng khiến y vô cùng lo lắng bởi vì đội xe này là vương bài của đại tống cũng là trụ cột không thể ngã xuống nhà tướng phòng giữ huyện hồn nguyên tên là vương nha cũng xuất thân là tây quân gã nói với Triệu giai bẩm báo hoàng thượng hôm qua thần tử phái bình áp lương nhưng mới ra đường sông thì bị quân kim chặn lại giữa đường rồi may mà vương nham thông minh biết đại quân bị ngăn trở tiền phương lộ tuyến của tiếp viện hậu phương vô cùng nguy hiểm lo lắng quân kim sẽ đến cướp lương thực do vậy chỉ phái lượng nhỏ nhân mã thăm dò áp tải lương thực lên tiền tuyến quả nhiên giữa đường có quân kim giết ra cướp mất lương thực triệu giai vội hỏi vậy phía bọn chức tương quân còn trông đỡ được bao lâu vẻ mặt của vương nham buồn phiền nói nếu không còn tin về nữa, cho dù là tiết kiệm thì nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì chừng 3-4 ngày thôi. Một tướng quân bên cạnh Lý Kỳ nói, nếu không có lương thực, lòng quân thất loạn, bọn chiếc tướng quân vô cùng nguy hiểm nha. Người nói chính là Lưu Kỹ lập được công lao ở cổ Bắc Cầu, bởi vì chiếm được cổ Bắc Cầu rồi, trước núi coi như là khá an toàn. Trương Thúc Dạ nghe nói Triệu Giai muốn đến Vân Châu, vì thế liền phái Lưu Kỹ đi theo Triệu Giai. Thứ nhất là thêm một tướng tài, Triệu Giai cũng an toàn hơn. Thứ hai là Trương Thúc Dạ vô cùng yêu thích Lưu Kỹ, lần này thật ra là biến tướng của việc tiến cử lưu ký với chiều dài trong lòng lưu ký tự nhiên là hiểu được vô cùng cảm kích trường thúc dạ có thể đề bạt y lên như thế lý kỳ lắc đầu Ai... Ôi... món này cũng không phải là tính toán như thế trong quá trình giao chiến chắc chắn sẽ có hao tổn binh lính mà lương thực dự bị mà chúng ta xuất ra là tính theo sức binh lính khi xuất binh ta phòng trừng hẳn có thể trông đỡ được bảy tám ngày vương nham vừa nghe thì liên tục gật đầu xu mật sứ nói có lý tông trành gật đầu nói nhưng dù như vậy, chúng ta vận chuyển lương thực qua đó nhanh nhất cũng cần mất mấy ngày, cho nên chúng ta vẫn phải nhanh chóng vận chuyển lương thực qua đó. Lý Kỳ nói, nhưng chúng ta cũng không biết quân kim mai phục ở đây có bao nhiêu người. Nếu không đánh lưu đội quân kim này, lương thảo của chúng ta hay rằng rất khó vận chuyển đến tiền tuyến. Hơn nữa, quân kim giỏi quấy nhiễu, bọn nào vừa đánh vừa lui, sử dụng phương pháp kéo dài, chỉ cần kéo dài mấy ngày thì lại quân tiền vương đã vô cùng nguy hiểm rồi. Lưu Kỳ trầm ngâm một lát đột nhiên nói, ta có một kế, không biết có được hay không hiện tại y vẫn vô cùng thấp kém ngồi ở đây là hoàng thượng cho nên y đều góp ý vô cùng khiêm tốn cũng không dám giống như là trước mặt trương thúc giã triệu giai vừa nghe vội nói mau mau nói đi liêu kia nói chúng ta nhận đêm tối sắp xếp một đội binh mã lên lút qua sông mai vùng gần được lương thực sau đó lại vớ như vận chuyển lương thực ra tiền tuyến du địch đến cướp sau đó lại thừa dịp tiêu diệt đội quân kim này tông trạch gật đầu nói kế à, này khả thi lý kỳ đột nhiên nói thật ra chúng ta cũng không cần phải lấy lương thực thật để dụ dỗ bọn họ Nghe nói lương thực trong nước đã bắt đầu tăng giá rồi, chúng ta phải tiết kiệm một chút. Thầm nghĩ các ngươi không lo việc nhà, thật sự là không biết cùi gạo dầu muối đắt. Thật là một đám bại gia mà. Ai, nếu đánh nghe lúc sau lương thực không đủ dùng thì đều đến tìm quan hậu cần ta hỏi tội à? Triệu Giai thấy khóe môi của Lý Kỳ nở nụ cười xấu xa, biết tên này lại có chủ ý tổn hại, vì thế nói. Vậy ngươi cho rằng nên lấy gì dụ dỗ quân kim đây? Hòa dược. Lý Kỳ ha hả nói. <laughs> Quân Kim đã sớm thèm nhỏ dãi với hoàn dược của chúng ta. Đại tướng chúng ta đừng đừng là quân tử tri quốc, cũng nên cho bọn chúng một ít. Thật ra quân Kim chắc chắn bố trí do thám trên các con đường ở bờ đối diện, cho dù là ban đêm chúng ta lén lút qua sông cũng có thể bị phát hiện. Thay vì thế, tại sao chúng ta không trực tiếp bảo người áp tài hòa dược lên trước? Nếu quân địch tập kích trước tiên là lấy yếu du địch, đợi khi quân địch tiếp cận sai lương thì thừa dịp châm hòa dược, sau đó lại giết về, nhất định có thể đánh quân Kim trở tay không kịp. Trong mắt Lưu Kỹ sáng ngời, nói: dù mật sứ thực sự là cao kiến lưu kỹ thụ giáo lý kỳ cười ha hả chỉ vào lưu kỹ nói <laughs> lưu kỹ chưa được bao lâu thì đã biết nịnh nọt rồi là người thông minh nghĩ ra cách này ta chẳng qua chỉ là thiêu hoa trên gấm quan trọng là quan hậu cần các người muốn dùng lương thảo du địch bởi chẳng phải là tăng thêm gánh nặng cho ta đập bắt cơm của ta sao thật ra lưu kỹ không phải là lần đầu đối diện với lý kỳ lúc trước khi lý kỳ nhận chức mã soái đã từng gặp rồi chỉ là khi đó lý kỳ không nhận ra y có điều đối diện với sự trêu chọc của lý kỳ y vẫn có chút không chịu được đỏ bừng cả mặt nói Ê, không dám không dám xô mật sứ quá lời rồi cái tên này thật là hết thuốc chữa bây giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp mà hắn còn lòng dạ nói đùa chiều dài cầm nín lại nói còn không phải là gần mực thì đen sao gần mực thì đen lý kỳ sừng sốt nói ơi hoàng thượng lẽ nào không phải luôn coi vi thần như là ngụy trinh của đại tống ta sao Tông Trạch vừa nghe thì phụt một tiếng lại nhanh chóng ngậm miệng, trong lòng chỉ nói, Kim Đào chủ vương, quả thật là danh bất hư truyền nha. Lý Kỳ buồn bực nói, Ai, Tông Tri Phủ, chỉ cười không nói rất là đả thương người khác nha, Ai, xin lỗi, xin lỗi. Tông Trạch liên tục nói lời xin lỗi. Nguy Trinh, chăm thấy là Lý Lâm Phủ còn được. Triệu Giai nói, được rồi, được rồi, bây giờ chiến sự tiên tuyến nguy ngập, ngươi còn có tâm tư nói những chuyện này sao? Các khanh nói còi phái ai đi thì thích hợp nhất. Lưu Kỷ dục dịch muốn đi, nhưng Lý Kỳ lại giành nói. Loại chuyện giết người này thì phải giao cho chuyên gia. Chuyên gia? Lý Kỳ không quay đầu, chỉ đưa tay ra phía sau. Chỉ thấy một bóng dáng to lớn xấu hổ bước ra. Mặt tướng nguyện đi. Người này chính là Dương Thái Hưng. Lưu Kỷ vừa nhòm người chuẩn bị xin lệnh, thấy thế chỉ đành ngồi xuống. Triều dai vừa thấy Dương Thái Hưng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Dương Thái Hưng chưa bao giờ làm cho y thất vọng, chém qua không biết đại tướng quân kim, nhưng y vẫn dò hỏi tông trạch, tông chi phủ ý của Khanh thế nào dù sao tông trạch cũng là đại nguyên soái thật ra tông trạch hơi nghiêng về lưu kỹ bởi vì lưu kỹ có dũng có mưu mà dương thế hưng hình như là dũng lớn hơn mưu nhưng đây là người lý kỳ tiến cử ông ta cũng không tiện nói gì liền gật đầu nói lão thần cũng đồng ý triều giai lập tức nói vậy được thái hưng trẫm phái khanh trung phòng nhưng được để trẫm thất vọng mà tướng tuân lệnh lý kỳ nói với dương thái hưng cẩn thận một chút dương thái hưng gật đầu nói mà tướng chắc chắn là truyền lời cổ xu mật sứ cho kẻ địch nói xong gã liền lạnh lùng xoay người ra đi hả lúc này đến lượt lý kỳ sừng sốt chiều dài khẽ động khóe miệng lầm bầm nói <laughs> quả thật gần bực thì đen mà cuồng ma sát nhân này thực sự là quá ghê tởm không biết nịnh bợ ta không tính toán với ngươi là dám chế nhạo bản soái <laughs> được nếu đánh thua coi ta thu thập ngươi như thế nào lý kỳ phản ứng lại lập tức nội trận lôi đình nhưng ngoài miệng lại nói ơi không hổ là binh do chính tay ta dạy dỗ ra luôn tự tin như thế giống ta nha Lưu Kỹ chờ một lát vừa ra khỏi hậu đường Lý Kỳ đột nhiên gọi Lưu Kỹ lại Lưu Kỷ vừa vàng ôm quyền nói "Sư mật sư hước có gì chỉ bảo Lý Kỷ chỉ Lưu Kỹ nói có phải trong lòng ngươi oán giận ta tiến cử người của mình đi mà không để ngươi đi sao Dù sao thì là mưu kế ngươi nghĩ ra nên để ngươi đi Lưu Kỷ vừa vàng nói thì chức sao dám ít nhiều cũng có một chút chứ Lý Kỷ cười ha ha lại nói hơ, hơ. Có điều ngươi oán giận ta hay không? Đối với ta mà nói không quan trọng. Nhưng ta muốn ngươi hiểu thiên phú của mỗi người khác nhau. Có người sinh ra là vì chiến trường. Có người sinh ra làm soái tài trời sinh. Ngươi muốn làm một đại tướng xung phong chiến đấu hay là thống soái định ra chiến thuật trên sa bàn, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ, xem coi mình thích hợp với hướng nào, sau đó lại cố gắng về mặt đó. Còn về công lao, hắn vô bài liều kỹ nói, hoàng thượng tuệ nhã như đuốc, nếu trận này thắng chắc chắn ngươi vẫn có công đầu. Nói xong hắn rời đi. Liễu Kỷ ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lý Kỳ rời đi, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng cụ thể là cái gì thì y lại không rõ. Ngày thứ hai, Dương Thế Hưng liền dẫn theo 3.000 dũng sĩ áp dài 100 xe lương đi về phía Vân Châu. Dù sao thì Dương Thế Hưng đi theo bên cạnh Lý Kỳ đã nhiều năm, chỉ là trời sinh tính tình lạnh lùng, khả năng diễn luôn kém vô cùng, nhưng lần này lại khác, trên đường y không ngừng thúc giục binh lính nhanh chóng lên đường, toàn nhìn thực sự giống một đội cứu viện, thật ra là y muốn nhanh chóng gặp được quân Kim vì vậy mới nhanh chóng lên đường. Nhưng đi cả ngày lại không thấy bóng dáng của kẻ địch, trong lòng Dương Tây Hưng bắt đầu lẩm bẩm, quân kim rốt cuộc có tới đây không hả? Y cũng thật là nhịn hỏng rồi, thật sự là muốn đánh một trận sung sướng thỏa thích mà, nhưng quân kim thật không để mặt, lại qua một ngày mà không đến cướp lương, thật là lãng phí diễn xuất mà. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Dương Tây Hưng vừa tức giận, dùng sức ghim cự thương xuống đất, phát ra tiếng vang cực lớn. Cự thương này của y là bằng sắt tinh khiết, binh lính bình thường căn bản không vung lên được cho dù là nhạc phi cũng không thích ứng được với thương nặng như thế chỉ có một mình dương Tây hưng cầm vừa tay đuôi thương trực tiếp ghim xuống đất nhưng binh lính kia nhìn thấy mà toát mồ hôi lạnh lại thấy dương Tây hưng ngào não ôm đầu dặn dò Ai, dừng lại nghỉ ngơi nửa canh giờ ăn xong thì hành quân suốt đêm ba nghìn dũng sĩ có thể xem như là thân binh của dương tây hưng biết được tính khí của dương tây hưng hành quân quả thật là không cần mạng mà liền vội vàng dừng lại ăn uống vệ sinh nhưng khi vừa buông đại đao, bưng mắt cầm lên, thì từ hai bên hông, đột nhiên có hai đội quân giết ra. Không xong, quân kim đến cướp lương rồi, mau rút. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 431 của Bắc Tống Phòng Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 432.